cho ta, mà đừng hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc. Quý đại biểu, quý khán giả, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến, cuộc vui nào rồi cũng đến lúc chia tay. Đêm nay quý vị đại biểu, quý khán giả đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của đêm diễn chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Điểm liên hoan văn nghệ xin được khép lại tại đây. Xin gửi lời tri ân sâu sắc tới các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của địa phương đã quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ của quý vị khách mời và bà con nhân dân trên địa bàn xã nhà. Trân trọng cảm ơn đơn vị tài trợ hệ thống âm thanh, ánh sáng, trung tâm tổ chức sự kiện, âm thanh, ánh sáng, MC ca sĩ Hoàng Thuận. Kính chúc quý vị đại biểu, quý khán giả, các thầy giáo, cô giáo sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc các em học sinh đạt kết quả cao trong học tập. Xin hẹn lại.